Đây rồi. Nhưng mà ai thua thì làm như nào? Thua ấy. Bây giờ ai thua ấy? Thua thế nào nhỉ? Thua chạy 5 vòng xoắn. Ôi trời ơi. Này, 3 vòng. Nào xong chưa? Cuối cặp mua là 2 cao su nhá. Là anh Dương. Phải chơi. Phải. Nào anh Dịch Sơn nào. Nào. Xong chưa? 1 2 3. Không được, nếu mà hỏi là không được.